Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị số 03 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán canh tí năm 2020. Tại chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả công tác quản lý điều hành và bình ổn giá thời điểm trước trong và sau tết bộ trưởng giao cho cục quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ có liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu trên cơ sở đó có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết để tham mưu kịp thời cho bộ các biện pháp quản lý điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu đơn vị thuộc bộ triển khai các nhiệm vụ về tài chính, ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.